Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về axit nucleic. Thì đây là một vật chất di truyền của mọi sinh vật sống, bao gồm con người chúng ta. Và trong video này thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về các cái đặc điểm cơ bản của axit nucleic, phân loại của axit nucleic cũng như là các cái đặc điểm đặc trưng trong cái cấu tạo của axit nucleic. Sau đây chúng ta cũng sẽ cùng đi vào các thông tin chi tiết. Trước hết thì về mặt lịch sử phát hiện thì axit nucleic được phát hiện lần đầu tiên bởi nhà khoa học có tên là Mieczer, phát hiện vào năm 1869. Và axit nucleic được phát hiện định vị ở trong nhân của tế bào. Như chúng ta biết là cơ thể chúng ta được tạo bởi rất nhiều mô và cơ quan trong cơ thể đảm nhiệm các chức năng khác nhau, như là hô hấp, như là nhìn, như là nghe, vận động, vân vân. Và mỗi mô cơ quan đó lại được tạo bởi các cái đơn vị cấu trúc cơ bản của cơ thể, đó chính là các tế bào. Và trong mỗi tế bào thì gồm có rất nhiều bào quan, và trong đó có nhân tế bào, và trong nhân thì là nơi mà lưu trữ các cái axit nucleic. Thì để hình dung đơn giản thì chúng ta thấy là giống như cái lòng đỏ trong quả trứng gà, thì nhân nó sẽ chứa ở bên trong đó. Thì đó là cái khái niệm, cái các thông tin cơ bản về axit nucleic. Và thuật ngữ axit nucleic thì về bản chất thì không chỉ là một loại axit đơn lẻ, mà nó sẽ bao gồm hai loại chính, đó có tên gọi là ADN và ARN. Và trong các phần video tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết các cái loại axit nucleic khác nhau là ADN và ARN. Còn trong cái khuôn khổ của video này thì chúng ta sẽ xoay quanh các cái khái niệm của axit nucleic. Và chức năng chính của axit nucleic có ba cái chức năng chính, đó chính là chức năng lưu trữ, chức năng truyền tải và chức năng biểu hiện. Các cái thông tin được lưu trữ trong vật chất di truyền là các phân tử ADN và ARN, để cuối cùng sẽ tạo thành các phân tử protein và enzyme, chính là những cái thành phần tham gia vào điều hành mọi hoạt động sống của cơ thể chúng ta cũng như là của các sinh vật. Thì đó chính là các cái đặc điểm cơ bản về axit nucleic. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái đặc điểm cấu tạo của axit nucleic. Về mặt hóa học thì axit nucleic là các cái polymer sinh học được tạo thành từ các cái đơn phân là các monomer có tên gọi là nucleotide. Và bản thân mỗi nucleotide này thì lại được cấu tạo bởi ba cái thành phần cơ bản. Như trên màn hình chúng ta thấy là đầu tiên đó chính là các cái bazơ nitơ. Thứ hai là nhóm đường pento, và thứ ba là các axit phosphoric. Thì đây là ba cái thành phần cơ bản cấu tạo nên các cái đơn phân là nucleotide. Và chúng ta hình dung được là nếu như axit nucleic là một cái chuỗi dài gồm rất nhiều quả bóng khác nhau nối lại với nhau, thì mỗi quả bóng đó chính là các một cái đơn vị cấu tạo nucleotide. Và mỗi nucleotide này thì như chúng ta nhìn trên hình thì là được cấu tạo bởi ba cái thành phần cơ bản là bazơ nitơ, đường pento và axit folic. Như trên hình thì chúng ta thấy là cái cấu cấu tạo cơ bản của cái axit nucleic. Thì nếu như chúng ta thấy là trên cái các cái axit nucleic là một cái polymer gồm một cái chuỗi dài gồm các cái đơn vị monomer là các nucleotide liên kết với nhau, thì bản thân trong các cái nucleotide này nó sẽ bao gồm một thành phần chính như tôi vừa đề cập là các cái bazơ nitơ. Bazơ nitơ ở đây nó sẽ bao gồm các loại năm cái loại bazơ nitơ cơ bản đặc trưng cho axit nucleic và chia làm hai nhóm. Đầu tiên là các cái bazơ nitơ được có cái cấu tạo từ cái nhân purin, là gồm có adenin ký hiệu là A và guanin ký hiệu là G. Tiếp theo là cái nhóm bazơ nitơ thứ hai được cấu tạo bởi cái nhân pyrimidin cơ bản. Chúng ta thấy là đối với nhân purin thì gồm một vòng 5 cạnh và một vòng 6 cạnh rất là đặc trưng. Thế còn đối với nhân pyrimidin thì sẽ có ba cái loại bazơ nitơ là cytosine ký hiệu là C, thymine ký hiệu là T, và chỉ có ở trong ADN.
Và cuối cùng là uracil, ký hiệu là U thì chỉ có trong ADN. Sau này khi chúng ta đề cập đến cấu trúc chi tiết của ADN và RNA thì chúng ta sẽ thấy rằng là đối với ADN thì sẽ được hình thành bởi bốn loại bazơ nitơ cơ bản là adenin, guanin, cytosine và thymin. Thế còn đối với RNA thì sẽ được tạo thành bởi bốn loại bazơ nitơ cơ bản là adenin, guanin, cytosine và uracil. Thế thì chúng ta ghi nhớ như vậy. Và trong cái đơn vị tổ chức của các nucleotide thì chúng ta có thêm một cái khái niệm nữa là nucleoside. Thì nucleoside là đơn vị cấu tạo đặc trưng bởi sự liên kết giữa một bazơ nitơ với một đường pento. Thì trong loại đường này thì chúng ta thấy là có hai loại dựa trên một cái nhân cơ bản là gồm đường năm cạnh. Trong đó cái đường deoxyribo thì trong cái nhóm OH ở vị trí thứ hai đã bị loại đi một phân tử oxy, do vậy chỉ còn một phân tử hydro, và do vậy thì nó có tên gọi là đường deoxyribo. Thì phân tử đường deoxyribo thì có mặt trong cái cấu trúc của phân tử ADN là một trong hai loại axit nucleic. Còn ngược lại thì cái đường ribo là cái đường mà giữ nguyên cái nhóm OH ở vị trí thứ C2 thì được gọi là cái đường mà tham gia chính trong cái cấu trúc của phân tử ADN. Đó thì chúng ta ghi nhớ. Và như vậy thì đến đây chúng ta có thêm cái khái niệm mới là cái nhóm nucleoside chính là đơn vị cấu tạo cơ bản của axit nucleic và được bao gồm một nhóm bazơ nitơ liên kết với một phân tử đường. Và khi nucleoside liên kết với một nhóm phosphat thì nó sẽ tạo thành cái đơn vị cơ bản monomer của axit nucleic chính là các nucleotide mà tôi vừa trao đổi ở trên. Và trong cấu trúc sợi của axit nucleic thì các cái đơn vị nucleotide nó cứ liên kết nối tiếp với nhau. Đấy, để tạo thành một cái chuỗi polymer là một cái chuỗi cấu tạo cơ bản của axit nucleic. Đấy, thì chúng ta ghi nhớ. Và như vậy thì đến đây chúng ta thấy là nó có hai cái khái niệm mà chúng ta cần quan tâm. Đó chính là cái khái niệm nucleotide với cái khái niệm nucleoside. Thì khái niệm nucleoside như tôi vừa nói ở trên là cái sự kết hợp giữa một phân tử, một cái bazơ nitơ với một phân tử đường. Thế còn nucleotide thì nó lại chính là cái ester phosphat của nhóm nucleoside. Đấy thì chúng ta ghi nhớ vậy. Và khi mà có một nhóm phosphat liên kết với nucleoside thì chúng ta có một loại phân tử nucleotide là nucleoside monophosphate, ký hiệu là NMP. Còn nếu như có hai cái nhóm phosphate mà liên kết với nucleoside thì chúng ta có một loại nucleotide là nucleoside diphosphate, viết tắt là NDP. Và trong trường hợp mà có ba cái nhóm phosphate liên hệ với nhau ở đây thì chúng ta sẽ có một loại nucleotide khác là nucleoside diphosphate. Đấy. Triphosphat, ký hiệu là NTP. Thế thì chúng ta ghi nhớ để phân biệt giữa hai khái niệm là nucleoside với khái niệm là nucleotide. Thì trong các phần cấu tạo cụ thể của ADN và RNA thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn. Và trên bảng ở đây chính là các cái tên gọi của các cái loại nucleotide mà trong quá trình mà chúng ta tìm hiểu sâu về công nghệ gen cũng như là siêu phân tử thì chúng ta sẽ thường xuyên gặp các cái ký hiệu này. Và tôi sẽ trao đổi khi ở các cái phần tiếp theo. Thì như vậy chúng ta thấy là cái cấu trúc cơ bản của axit nucleic là một dạng polymer, dạng sợi polymer được liên kết với nhau bởi rất nhiều các cái đơn phân monomer chính là các cái đơn vị nucleotide. Và bản thân axit nucleic thì không phải là một loại axit đơn lẻ mà nó bao gồm hai loại là ADN và RNA. Thì đây đều là những cái đại phân tử mà mang cái thông tin di truyền cơ bản quy định mọi cái tính trạng của cơ thể. Và về mặt phân biệt thì chúng ta thấy là đối với ADN và ADN thì sau này chúng ta tìm hiểu thì sẽ thấy là cái cấu trúc cơ bản của ADN là một chuỗi xoắn kép. Thế còn cấu trúc cơ bản của ADN là một sợi đơn. Đấy. Và bản thân trong thành phần cấu tạo của ADN và ADN thì cũng có sự khác biệt ở hai cái đơn vị cấu tạo
Đầu tiên đó chính là thành phần của các bazơ nitơ. Đối với ADN thì nó sẽ là bốn loại là AT, GC. Thế còn đối với ARN thì nó sẽ là bốn loại là gì? A, C, G, U. Còn trong cái về phân tử đường thì cũng là một cái sự khác biệt giữa ADN và ARN. Đối với ADN thì nó sẽ có sự tham gia của loại đường là deoxyribo. Thế còn đối với ARN thì nó sẽ có sự tham gia của loại đường là ribo. Thì như vậy đó chính là những cái sự khác biệt cơ bản trong cái cấu trúc giữa ADN và ARN. Đây là những cái thành phần thuộc cái axit nucleic. Thì trong các cái kênh của Dr. Hòa Novogen thì tôi sẽ chia sẻ rất nhiều các cái video liên quan đến các khái niệm cơ bản về công nghệ gen, về di truyền, về sinh phân tử. Thì nếu như quý vị và các bạn quan tâm thì chúng ta có thể là quét cái mã QR như trên màn hình để chúng ta theo dõi các cái video trên kênh của Dr. Hoàng Novagen. Thì như vậy, qua video này tôi đã chia sẻ với quý vị các bạn những cái kiến thức cơ bản về axit nucleic được coi như là vật chất di truyền của mọi sinh vật sống, bao gồm cơ thể người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các cái video tiếp theo.